Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì địa vị, để quyền năng và thẩm quyền Chúa đã cho chúng con được đồng ngồi với Chúa ở các nơi trên trời, để chúng con có thể kinh nghiệm được đời sống của chúng con, có thể thực thi những công việc mà Chúa ngày giao cho chúng con. Xin cảm ơn Chúa vì sự ban cho của Ngài, sự trang bị của Ngài. Nhận lấy chúng con lòng biết ơn những tiếng hát mà chúng con dâng lên trước mặt Ngài. Tạ ơn Chúa, xin ở cùng với chúng con trong những giờ còn lại. Chúng con cảm ơn Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, anh chị em, chúng ta được về nhà Chúa để chúng ta học hỏi lời của Chúa. Và cũng hoan nghênh và chào mừng các anh chị em cũng vào để học lời Chúa với chúng tôi qua mạng xã hội. Chúng ta ngợi khen Chúa vì những sự dụng quý báu mà Chúa cho chúng ta được nhóm họp lại, để chúng ta cùng học hỏi lời của Chúa và cũng trải nghiệm những điều Chúa Ngài hành động và làm việc ở giữa chúng ta. Những chị em có những phước hạnh nào trong đời sống của mình kinh nghiệm được Chúa một cách tươi mới, xin chúng ta ở dòng bình luận chúng ta nói lên, để anh chị em của chúng ta cũng có thể được khích lệ. Bởi vì chúng ta biết rằng Chúa của chúng ta, Ngài là đấng đáp lời cầu nguyện, và Ngài thương xót trên chúng ta và sẵn sàng giúp đỡ chúng ta để phục hồi những gì chúng ta thiếu, chúng ta mất ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì một số những cái lời làm chứng của các anh chị em thuộc về VBC Houston trong Chủ nhật vừa qua đã kinh nghiệm Chúa Ngài làm phép lạ của sự chữa lành. Chúa của chúng ta thật là một Đức Chúa Trời hay làm những phép lạ. Và cảm ơn Chúa vì Ngài tỏ công việc của Ngài cho các dân. Chúng ta ngợi khen Chúa. Và khi chúng ta nhận biết điều đó, và chúng ta có năng đề, chúng ta kêu cầu Chúa Ngài cứu giúp, Ngài can thiệp vào, thì Chúa luôn hành động và làm việc với chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cũng được nhắc nhở đó là Chúa rất vui khi chúng ta đến với Chúa trong đức tin. Và chúng ta đã thấy Chúa Ngài ghi nhận đức tin của những người đến với Chúa. Và nhiều lần Chúa Ngài cho biết lý do người ta được chữa lành là bởi đức tin của họ. Và cảm ơn Chúa, chúng ta cũng đã học để áp dụng là đem sự chữa lành của Chúa đến cho những người lân cận của chúng ta. Tối hôm nay bài học này, tôi mời anh chị em học để chúng ta rút tỉa thêm một số những nguyên tắc để giúp đỡ cho chúng ta. Khi chúng ta phục vụ sự chữa lành, thì chúng ta cần theo những bước này. Vì có những nền tảng được xây dựng lên nhau. Và chúng ta khi làm đúng, chúng ta sẽ thấy sự phục vụ của chúng ta lại hiệu quả càng hơn. Và cá nhân đời sống của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta có những khó khăn, những ốm đau trong thân thể, chúng ta cần sự chữa lành từ nơi Chúa, cũng theo gương của thay đổi ở tại đây, mà chúng ta có thể kiện toàn đức tin của mình, và chúng ta cũng nhận được điều chúng ta cần từ nơi Chúa. Thay đổi có một lời tuyên bố bất hủ mà chúng ta thấy rằng rất là đặc biệt, đến độ làm cho Đức Chúa Giêsu ngạc nhiên khi ông nói ở Luca chương 7 câu số 7: "Tôi cũng nghĩ mình không xứng đáng đến với Chúa, chỉ xin Ngài phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Xin Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ của tôi sẽ được lành." Đức tin của thầy đội người La Mã tại đây được Đức Giêsu Ngài khen. Sự tin chắc của thầy đội đối với quy quyền của lời tuyên phán truyền của Đức Giêsu dạy cho chúng ta những bài học hết sức là quý báu, nhất là cho những ai tìm cầu sự chữa lành của Chúa. Chúng ta nhìn lại ở trong suốt Kinh Thánh thì chúng ta thấy tội không tin lời của Chúa là cội rễ của tất cả những cái cám dỗ trong đời sống của chúng ta. Như Sa-tăng cám dỗ Eva bằng cách gieo sự nghi ngờ lời của Chúa đã phán. Cho nên khi chúng ta có cái đức tin nơi lời của Chúa, thì đây là điều mà Chúa Ngài trân quý. Và lòng của Chúa vui khi chúng ta đến với Chúa ở trong đức tin. Chúng ta đến với Luca chương 7 từ câu 1 cho đến câu số 10, để chúng ta có thể thấy những bài học tuyệt vời ở tại đây. Sau khi rao giảng mọi lời ấy cho dân chúng nghe rồi, Đức Giêsu vào thành Ca-bê-na-um. Một viên đội trưởng có người đệ tớ rất yêu quý đang đau nặng gần chết. Khi nghe nói về Đức Giêsu, ông phái mấy trưởng lão Do Thái xin Ngài đến chữa lành cho đệ tớ của mình. Họ đến với Đức Giêsu, Ngài xin rằng: "Đội trưởng thật đáng cho thầy giúp đỡ, vì ông thương dân của ta và đã xây nhà hội cho chúng ta." Vậy Đức Giêsu đi với họ. Khi Ngài gần tới nhà, viên đội trưởng phái các bạn của mình đến thưa với Ngài: "Là Chúa, không dám phiền Chúa như thế, vì tôi không xứng đáng rước Chúa vào nhà.
Tôi cũng nghĩ mình không xứng đáng đến với Chúa. Chỉ xin Chúa phán một lời thì đầy tớ của tôi sẽ được lành. Vì chính tôi cũng ở dưới quyền của người khác. Tôi cũng có quân lính ở dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi thì nó đi, bảo người khác đến thì nó đến, và bảo đầy tớ của tôi làm việc này thì nó làm. Nghe những lời ấy, Đức Chúa Giêsu ngạc nhiên về viên đội trưởng, quay lại bảo đoàn dân đi theo nghe rằng: ta bảo các ngươi, ngay trong dân Israel ta cũng không thấy đức tin nào như vậy. Những người trở về nhà thì thấy người đầy tớ đã lành mạnh rồi. Cảm ơn Chúa, một câu chuyện nó đã thay đổi cái chức vụ của tôi. Và tôi đã từng chia sẻ với anh chị em và nhắc lại điều này. Có một giai đoạn trong hội thánh, sau khi tìm kiếm sự phục hưng của Chúa, thì Chúa cho hội thánh lúc bây giờ học lại với nhau để bắt đầu có những môn học. Và chúng tôi đã học môn học về cuộc đời của Chúa Cứu Thế. Và tôi nhớ khi học về các phép lạ của Chúa, thì Chúa cho chúng tôi có một cái ý tưởng là khuyến khích tất cả các anh em trong lớp học sẽ cùng nghiên cứu 35 phép lạ Chúa Giêsu đã làm. Và mỗi người nhận để nghiên cứu một phép lạ, soạn một bài học kinh thánh để hướng dẫn lại cho hội thánh. Và tôi khuyến khích họ đừng ngại, đừng sợ, cứ soạn rồi góp bài lại cho tôi chấm điểm, cũng như chúng tôi góp ý thêm. Thì cảm ơn Chúa, anh em tiến hành công việc. Và khi chuyên chú nghiên cứu về 35 phép lạ của Chúa Giêsu, thì đến cái câu chuyện về thay đổi này, nó là một cái bước ngoặt khiến cho hội thánh của Chúa đồng loạt bắt đầu có một cái đức tin cho sự chữa lành cho chính mình, cũng như là cho những người mà mình phục vụ. Và cảm ơn Chúa, đức tin của thay đổi và lời của ông xin Chúa, xin Ngài phán một lời thì đầy tớ của tôi sẽ được lành, vì chính tôi cũng ở dưới quyền của người khác. Chúng ta để ý đến chữ cũng ở tại đây. Ông muốn nói đến là ông tin chắc là Chúa Giêsu Ngài có thẩm quyền ở trên bệnh tật. Và ông so sánh, ông nói rằng tôi cũng ở dưới quyền của người khác. Ở đây cho chúng ta thấy rằng ông đem cái nguyên tắc ở trong cuộc sống của ông là một người trong quân đội, một người có thẩm quyền. Và ông ứng dụng vào trong đức tin của ông nơi Chúa Giêsu. Ông tin rằng Ngài có quyền ở trên bệnh tật. Ngài chỉ cần truyền khiến một lời thì nó phải vâng lời Ngài. Cảm ơn Chúa vì lời công bố đầy đức tin của thay đổi này, đến độ khiến cho Đức Chúa Giêsu phải ngạc nhiên. Nên chúng ta cảm ơn Chúa vì đức tin của ông. Và chúng ta cũng tin rằng để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự chữa lành như đầy tớ của ông đã được lành đó, chúng ta cũng phải có một cái loại đức tin này, để chúng ta có thể thấy được công việc Chúa Ngài thực hiện, Ngài đáp lại cái lòng tin của chúng ta, và chúng ta sẽ thấy phép lạ xảy ra. Hôm nay tôi mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ ít nhất là 6 cái nguyên tắc mà chúng ta có thể nhìn thấy ở tại đây. Thứ nhất là lời Chúa dạy về sự chữa lành thiên thượng phải được giảng dạy ra. Vì chúng ta thấy ở tại đây, Chúa Giêsu trong câu số 1, sau khi rao giảng mọi lời ấy cho dân chúng rồi, Đức Chúa Giêsu vào thành Ca-bê-na-um. Chúng ta thấy sự giảng dạy của Đức Chúa Giêsu thật là quan trọng trong việc giúp đỡ những người cần được sự chữa lành siêu nhiên. Và đây là nguyên tắc mà chúng ta thấy rất là quan trọng được nhắc nhở cho chúng ta. Đó là đức tin đến bởi sự người ta nghe. Nên để chúng ta có thể giúp đỡ cho những người có nhu cầu, có thể dễ dàng hơn để nhận sự chữa lành từ nơi Chúa, chúng ta phải xây dựng đức tin của họ bằng cách chúng ta rao giảng lời của Chúa. Chúng ta nói về sự chữa lành của Chúa. Chúng ta nói về một cứu Chúa, một Đức Chúa Trời quyền năng, đấng giàu lòng thương xót, và Ngài cảm thương cho những đau đớn của chúng ta, của thể xác cũng như tinh thần. Và Ngài có một tấm lòng, sẵn lòng để có thể giúp đỡ cho chúng ta. Và những nguyên tắc này chúng tôi luôn áp dụng đứng trước một chương trình truyền giảng cho những người chưa biết Chúa, thì chúng tôi cũng xây dựng điều này. Cho nên bước này rất là quan trọng. Chúng ta cần phải rao giảng, và chúng ta phải giới thiệu Đức Chúa Giêsu là đứng như thế nào, và Ngài sẵn sàng để làm những việc gì. Nếu chúng ta không rao giảng thì làm sao họ biết để họ có thể kêu cầu Chúa? Người ta cần nghe lời của Chúa để đức tin nơi quyền năng chữa lành của Chúa được tăng lên trong tấm lòng của họ. Như Roma chương 10 câu 17 nói, như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Xin Chúa cho để chúng ta tập trung vào việc này. Chúng ta rao giảng Đấng Christ. Chúng ta rao giảng lời của Chúa để người ta có thể nghe biết về Chúa. Vì chúng ta đã ý đến tại đây, thay đổi trong câu số 3 nói rằng khi nghe nói về Đức Chúa Giêsu,
Tức là phải có những cái kết quả và những lời mà người ta đã đồn với nhau hay là làm chứng lại. Cho nên ông nghe về Đức Chúa Giê-xu và ông đã có đức tin để đến nhờ cậy Ngài. Khi lời của Chúa được rao giảng, đức tin được sản sinh, thì chúng ta thấy người nghe sẽ giống như thầy đội, sẽ dạng gì đến với Chúa mà nhận sự chữa lành cho mình cũng như cho người khác. Và đây là việc rất quan trọng. Chúng ta cần dạy về sự chữa lành thiên thượng. Chúng ta cần phải dạy lời của Chúa về sự chữa lành để người ta có thể nghe biết và đức tin của họ được tăng lên, đức tin đến với họ. Điều thứ hai mà chúng ta thấy tại đây là khi Đức Chúa Giê-xu Ngài nghe cái lời đáp ứng lại, thì chúng ta thấy rằng một khi đức tin dâng lên bởi được nghe lời của Chúa, thì gương của thầy đội chúng ta đến cầu xin sự chữa lành từ nơi Chúa. Đức tin được gia tăng và có mặt, nó sẽ đẩy chúng ta đến một cái chỗ mà không thể thiếu, đó là chúng ta phải đến với Chúa để chúng ta xin. Và chúng ta thấy rồi, được giới thiệu một cái nguồn của sự chữa lành, một cái sự can thiệp mà Chúa Ngài đã làm cho những người khác, để chúng ta có thể đón nhận cho chính mình. Như Luca chương 7 câu số 3, khi nghe nói về Đức Chúa Giê-xu, ông phái mấy trưởng lão Do Thái xin Ngài đến chữa bệnh cho đầy tớ của mình. Khi ông nghe, khi ông đã nghe nói về Đức Chúa Giê-xu, chúng ta thấy ở đây một cái sự đáp ứng rất là tuyệt vời mà Chúa Ngài cũng muốn tìm thấy nơi chúng ta. Đây là chìa khóa để dẫn đến sự chữa lành. Chúng ta thấy thay đổi La Mã được nghe về Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta cần rao giảng và giúp cho thế nhân biết về Đức Chúa Giê-xu và quyền năng chữa bệnh của Ngài. Là điều mà chúng tôi cũng thường làm để gieo cái đức tin ở trong lòng của hội chúng. Chúng tôi long trọng tuyên bố với họ, Đức Chúa Giê-xu có mặt ở tại đây. Đấng đã làm phép lạ, đang làm phép lạ, sẽ làm phép lạ cho những ai đặt lòng tin nơi Ngài, kêu cầu sự thương xót và giúp đỡ từ nơi Ngài. Và những điều đó gây dựng và đem đức tin của người ta đến chỗ để họ có thể đáp ứng lại. Cho nên chúng ta để ý đến khi nghe nói về Đức Chúa Giê-xu, chúng ta phải nói về Ngài, chúng ta phải làm chứng về Ngài. Điều này cũng nhắc cho chúng ta một điều rất là quan trọng mà chúng ta nhiều khi quên, đó là khi chúng ta nhận được điều gì từ nơi Chúa, hãy nói lên lời cảm ơn, nói về Chúa và những việc Chúa làm cho những người lân cận của chúng ta. Thì chúng ta sẽ thấy rằng trong số những người nghe sẽ có những người mà họ có những nhu cầu tương tự như của chúng ta. Họ sẽ nắm bắt được cái tia hy vọng rằng Đức Chúa Jesus Christ đã làm cho chúng ta, Ngài cũng có thể làm cho họ. Nên khi nghe nói về Đức Chúa Giê-xu, thì ông đã có một cái kế hoạch. Ông nhờ những trưởng lão Do Thái đến xin Ngài chữa lành cho đầy tớ của mình. Qua những người tín cận mà thầy đội đã đến xin Đức Chúa Giê-xu chữa lành cho đầy tớ của mình. Như Gia-cơ chương 4 câu 2 dạy, anh em chẳng được chi vì không cầu xin. Đây là một điều đáng tiếc phải không chị em? Lời của Chúa xác nhận với chúng ta, anh em chẳng được chi vì không cầu xin. Cho nên chúng ta biết, nhưng mà chúng ta phải mở miệng ra, chúng ta phải lên tiếng, chúng ta cầu xin. Thường người bệnh không được chữa lành vì họ không được nghe lời của Chúa, để dẫn đến chỗ là không biết để xin Chúa Ngài chữa lành. Cho nên chúng ta là những người kinh nghiệm, chúng ta đã nếm trải sự chữa lành như thế nào. Hãy mạnh mẽ nói để cảm tạ Chúa, nói để như một lời làm chứng thật, hầu cho những người lân cận của chúng ta, họ có nhu cầu, họ cũng sẽ đáp ứng lại ở trong ơn của Chúa. Theo gương của thầy đội La Mã, nghe lời Chúa ở đây, chắc chắn là Chúa Ngài nói về cái đề tài của sự chữa lành. Hãy để lời của Chúa trồng trong lòng của chúng ta, khiến cho đức tin của chúng ta được khơi dậy. Nếu chúng ta có nhu cầu ngay lúc này cần được sự chữa lành từ nơi Chúa, chúng ta hãy để cho đức tin của chúng ta được gia tăng dựa trên những gì chúng ta nghe, lời làm chứng, lời của Chúa rao giảng về Đức Chúa Giê-xu, để chúng ta có thể đặt lòng tin nơi Ngài. Thứ ba chúng ta thấy ở tại đây là thay đổi không thụ động, nhưng mà ông nài xin Chúa cho sự chữa lành. Câu 4 và câu 5, họ đến với Đức Chúa Giê-xu nài xin rằng: đội trưởng thật đáng cho thầy giúp đỡ, vì ông thương dân ta và đã xây nhà hội cho chúng ta. Họ đã thay thế cho thầy đội và đệ tớ của ông hết lòng nài xin Chúa. Trong tiếng Anh dùng cái chữ đó là they plead, tức là họ đến và họ nài xin. Một thái độ rất tốt mà chúng ta thấy ở tại đây, chính xác, đáng để chúng ta được nhắc nhở khi chúng ta đến với Chúa, đó là chúng ta kêu cầu Chúa, xin Chúa Ngài thương xót. Chúng ta thấy trong Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta, những con người đến với Chúa thì họ kêu xin sự thương xót của Chúa. Ma-thi-ơ chương 9 câu 27, Đức Chúa Giê-xu ở đó ra đi, có hai người mù theo Ngài kêu lên rằng: hỡi con cháu vua David,
xin thương chúng tôi cùng, hay là thương xót chúng tôi cùng. Ma-thi-ơ chương 15 câu số 22, sải có một người đàn bà Canaan từ xứ ấy đến mà kêu lên rằng: Lạy Chúa, là con cháu vua David, xin thương xót tôi cùng, con gái tôi mắc quỷ ám khốn cực lắm. Ma-thi-ơ chương 17 câu số 15, mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa thương đến con trai tôi, vì nó mắc bệnh phong điên, phải chịu đau đớn quá. Thường khi té vào lửa, té xuống nước, tôi đã đem nó cho các môn đồ của Chúa nhưng chữa không được. Bây giờ ông kêu xin Chúa thương đến con trai của ông. Ma-thi-ơ chương 20 câu số 30, này có hai người mù ngồi bên đường, nghe nói Đức Chúa Giê-xu đi qua, thì kêu lên rằng: Lạy Chúa, con cháu vua David, xin thương xót chúng tôi. Ở đây chúng ta thấy họ kêu xin sự thương xót của Chúa. Ở đây họ trình bày cái nhu cầu của họ trong một cái tấm lòng khẩn xin, kêu đến cái lòng thương xót của Chúa. Ở đây cũng hé mở cho chúng ta một điều mà chúng ta thấy rằng những cái tính lý lập trường của những con người cho rằng Chúa không còn làm phép lạ, sự chữa lành siêu nhiên không còn nữa. Và những người đã hàm ý nói rằng Chúa đã thay đổi. Nhưng mà không, lời của Chúa cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời hay thương xót. Ngài chậm nóng giận và giàu ơn tha thứ. Ngài là Chúa hay thương xót chúng ta. Nhất là Chúa, Ngài là đấng đã dựng nên thân thể của chúng ta. Ngài không có ý định là dựng nên chúng ta để rồi chúng ta sẽ bị nhiễm bệnh. Cơ thể của chúng ta được Chúa Ngài dựng nên, nó không có cái khả năng để có thể đối diện với bệnh tật. Cho nên cái tiến trình của sự chữa lành mà Chúa Ngài đặt để ở trong thân thể của chúng ta đó, nó là sự thương xót của Chúa. Và Chúa có thể chọn để chữa lành cho chúng ta một cách tiềm tiến, gọi là tiến trình của sự chữa lành. Hoặc Chúa có thể can thiệp một cách siêu nhiên, mà chúng ta gọi là phép lạ của sự chữa lành. Một đằng có thể diễn tiến ra theo thứ tự, một đằng thì Chúa có thể nhúng tay vào và chữa lành một cách siêu nhiên ở trong ơn của Chúa. Phần của chúng ta hãy kêu xin sự thương xót của Chúa. Phần của chúng ta hãy trình bày cái nhu cầu của mình và xin sự thương xót của Chúa. Thứ tư, chúng ta thấy đến với Chúa trong tinh thần của người cấp dưới đến xin cấp trên. Chúng ta xem câu số 6. Vậy Đức Chúa Giê-xu đi với họ. Khi Ngài gần tới nhà, viên đội trưởng phái các bạn mình đến thưa với Ngài: Lạy Chúa, không dám phiền Chúa như thế, vì tôi không xứng đáng rước Chúa vào nhà. Chúng ta thấy ông nhờ các trưởng lão của người Do Thái đến để xin Chúa Ngài giúp đỡ cho đầy tớ của ông. Và tôi tin rằng lúc đó thì ông có một số những cái sự suy nghĩ ở trong lòng của ông. Chắc có lẽ là ông tin rằng Chúa Ngài sẽ đứng ngay tại chỗ đó, và khi nghe đến nhu cầu, Ngài có thể giải quyết tại chỗ Chúa Ngài đang giảng lời của Chúa, đang rao giảng Kinh Thánh cho dân chúng. Nhất là tại Capernaum, là nơi mà chúng ta biết rằng đã được các học giả Kinh Thánh cũng như là các sử gia cho chúng ta biết, cho đến ngày hôm nay khi chúng ta đến thành Capernaum thì chúng ta được biết rằng đó kể như là bộ tổng tham mưu của công cuộc truyền giáo của Chúa cho xứ Galilee. Đây là cái phước hạnh mà chúng ta thấy Chúa Ngài đã bày tỏ ra. Và chúng ta thấy ở tại đây ông nghĩ rằng ông xin như vậy để Chúa Ngài không cần phải nhọc nhằn. Nhưng mà lời của Chúa cho chúng ta thấy Chúa Giê-xu thì Ngài rất là sẵn sàng để giúp đỡ. Cho nên Ngài lập tức đi với họ đến nhà của thầy đội để giúp đỡ, đáp ứng theo như lời cầu xin. Và chúng ta thấy thầy đội người La Mã nói: Tôi không đáng rước Chúa vào nhà tôi. Hay là: Lạy Chúa, không dám phiền Chúa như thế, vì tôi không xứng đáng rước Chúa vào nhà. Câu nói này của ông và thái độ của ông cho chúng ta thấy hai điều nổi bật. Thầy đội làm gương cho chúng ta tầm quan trọng của việc nhận biết rằng Đức Chúa Giê-xu cao trọng vô cùng so với chúng ta. Chúa không mắc nợ chúng ta, và nếu không bởi lòng thương xót của Chúa thì chúng ta không thể nào đến với Chúa được. Cho nên như Chủ nhật chúng ta đã học, chúng ta đừng thử Chúa, chúng ta đừng có thái độ xem thử của Chúa Ngài làm được điều gì, nhưng mà với một cái lòng khiêm nhu xin sự thương xót của Chúa. Ở đây ông nói rằng: tôi là người dân ngoại, tôi là người La Mã, thì tôi không xứng đáng để rước Chúa vào nhà của tôi đâu. Mà chỉ cần Chúa Ngài phán một lời mà thôi. Điều thứ hai chúng ta nhìn thấy là ông nhìn lên Chúa để tìm sự thương xót. Đây là một cái thái độ luôn luôn xứng hiệp. Chúng ta phải có một cái thái độ cung kính, có một cái thái độ tôn quý Chúa, và chúng ta nhìn tìm sự thương xót từ nơi Chúa như là một người cần ơn của Chúa, cần sự can thiệp của Ngài. Và khi chúng ta đến với thái độ đó sẽ là điều rất tốt. Một trong những điều mà khi chúng ta phục vụ,
chúng ta phải làm cho đến nay, đó là chúng ta rao giảng, nói về Chúa Giêsu, nói về các phép lạ Ngài làm, rao giảng lời của Chúa cho dân chúng, cho những người cần được sự chữa lành. Biết thế nào Đức Chúa Trời Ngài yêu thương loài người chúng ta. Ngài đã báo trước kế hoạch của Ngài, đó là khi Chúa Cứu Thế đến, Ngài phải chịu những lằn đòn để nhờ những lằn đòn đó mà chúng ta được lành. Và Chúa Giêsu Ngài khi đến thế gian này mang lấy nhục thể, Ngài đã thực hiện công việc đó. Trên đường lên thập tự giá, Ngài đã hứng chịu một trận đòn. Và bởi những lằn đòn đó, bởi phúc lợi từ những giọt huyết đổ ra từ những lằn đòn đó, chúng ta có thể được lành. Tất cả là lòng yêu thương, lòng thương xót vĩ đại của Chúa. Và khi chúng ta đứng ở dưới cái lòng thương xót đó của Chúa, và chúng ta ngửa trong nơi Chúa để chúng ta xin, để đem một cái thái độ mà chúng ta thấy rằng rất là xứng hiệp. Thái độ La Mã nói tôi không xứng đáng để rước Chúa, là sự nhận biết rằng sự chữa lành hay bất cứ điều gì chúng ta cầu xin từ nơi Chúa, tất cả đều tùy thuộc vào ân điển của Ngài, không vì chúng ta xứng đáng hay là làm gì mà được, nhưng mà do lòng thương xót của Chúa. Khi chúng ta có một thái độ như vậy đến với Chúa, chúng ta sẽ thấy Chúa Ngài đáp ứng lại với chúng ta. Thứ năm, chúng ta phải tin chắc không nghi ngờ rằng lời của Chúa phán ở trong đức tin sẽ mang đến kết quả. Chúng ta xem câu số 7. Tôi cũng nghĩ mình không xứng đáng đến với Chúa, xin Ngài phán một lời thì đầy tớ của tôi sẽ được lành. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta đến trọng tâm của sự việc thay đổi hiểu biết về đức tin để được sự chữa lành. Ông công bố, chỉ xin Chúa phán một lời thì đầy tớ của tôi sẽ được lành. Cảm ơn Chúa. Quyền năng của tiếng Chúa phán là yếu tố chính trong việc nhận sự chữa lành mà ông nhận thấy ở tại đây. Nghe lời của Chúa, để đức tin về quyền năng chữa lành của Chúa tăng lên ở trong đời sống của chúng ta, trong tấm lòng của chúng ta, rồi công bố lời của đức tin và nhu cầu cần được sự chữa lành, để chúng ta có thể thấy được sự đáp ứng từ nơi Chúa. Thứ sáu, chúng ta thấy rằng chúng ta cần hiểu rằng uy quyền của lời Chúa thì không gì có thể chống lại nổi. Khi Chúa Ngài phán thì việc liền có. Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài đã dựng nên trời đất muôn vật bởi lời phán của Ngài. Khi Ngài mang lấy nhục thể trong Đức Chúa Giêsu Christ ở tại trần gian này, tiếng phán của Chúa cũng là tiếng phán đầy quyền năng và không gì có thể đứng nổi. Khi Ngài phán và Ngài truyền lệnh cho bão phải im đi lặng đi thì nó lập tức vâng lời Chúa. Khi Chúa Ngài công bố và truyền lệnh cho quỷ ra khỏi một người thì quỷ nó liền ra khỏi. Khi Ngài truyền lệnh cho một người đang ở trong tình trạng tàn tật bại sụi, Chúa bảo hãy đứng dậy vác giường của mình đi. Người ta kinh nghiệm được sự chữa lành. Tiếng phán của Chúa rất là quan trọng và rất là quyền năng. Và thay đổi ở tại đây, chúng ta thấy rằng ông hiểu về cái thẩm quyền đó. Cho nên cái chìa khóa mà chúng ta thấy ở tại đây khiến cho Đức Giêsu ngạc nhiên, đó là bởi vì ông hiểu và ông ứng dụng nguyên tắc của thẩm quyền. Vì tôi ở dưới quyền của người khác, câu 8 đến câu 9. Tôi cũng có quân lính ở dưới quyền của tôi. Tôi bảo người này đi thì nó đi, bảo người khác đến thì nó đến, bảo đầy tớ của tôi làm việc này thì nó làm. Nghe những lời ấy, Đức Giêsu ngạc nhiên về viên đội trưởng này. Quay lại, Ngài bảo với dân chúng đi theo Ngài rằng, ta bảo các ngươi, ngay trong dân Israel, ta cũng không thấy đức tin nào như vậy. Chúa Giêsu Ngài ngạc nhiên về đức tin này. Bởi vì thay đổi này là một cái người không phải là người của giáo ước của Chúa. Ông phải là tuyển dân của Chúa. Ông không có một cái quá trình lịch sử dài của những điều mà Đức Chúa Trời Ngài đã làm ở trong cựu ước, trong lịch sử của người Do Thái. Thấy rằng Ngài đã làm phép lạ, Ngài đã rẽ biển đỏ cho họ đi qua, Ngài đã biến khiến cho nước đổ ra từ hòn đá để họ có thể uống, Ngài đổ mana từ trời xuống để nuôi họ, và bao nhiêu phép lạ qua các tiên tri của Chúa đã thực hiện những công việc mà chúng ta thấy rằng người Do Thái thì lại có một cái quá trình lớn như vậy, nhưng họ không có cái đức tin như thay đổi này. Chúa Giêsu Ngài ngạc nhiên về đức tin này bởi vì thay đổi đã khám phá và đã nắm được một cái chìa khóa của thẩm quyền. Ông dùng chữ tôi cũng ở dưới quyền của người khác, có quân lính ở dưới quyền của tôi. Chúng ta thấy ở đây, chính tôi cũng ở dưới quyền của người khác và tôi cũng có quân lính ở dưới quyền của tôi. Ông hiểu được nguyên tắc này. Ông xác nhận một điều là trong quân đội thì cái thẩm quyền nó hoạt động theo hàng dọc như vậy. Cái người mà ông có thẩm quyền hơn ông, cấp trên của ông đó, thì cũng có quyền để truyền lệnh và sai khiến ông. Có những người cấp dưới ông, thì ông cũng có quyền để có thể sai khiến họ. Biểu nó đi thì nó đi, biểu nó đến thì nó đến, biểu nó làm việc gì đó thì nó sẽ làm. Và đây là điều mà chúng ta để ý tại đây. Ông chuyển nguyên tắc của thẩm quyền đó vào ở trong lòng tin của ông nơi Chúa Giêsu. Hàm ý ông muốn nói
Chúa là đấng có quyền ở trên bên bậc, giống như ông có quyền trên những người cấp dưới của ông. Ông biểu nó đi thì nó đi. Ông tin rằng Chúa chỉ phán một lời thì bệnh tật nó phải ra khỏi người đầy tớ của ông. Như ông biểu đi thì người ta đi, và ông biểu đến thì người ta đến, và ông biểu làm bất cứ một công việc gì thì người ta làm. Vì ông là người cấp trên của họ và có thẩm quyền ở trên họ. Cảm ơn Chúa, một đức tin mà chúng ta thấy rằng rất là rõ ràng, rất là logic ở tại đây. Nhưng mà làm cho Đức Giê-xu ngày ngạc nhiên vì ông không có một quá trình lịch sử của một người ở trong xứ của dân sự của Chúa, tiện dân của Chúa. Nhưng mà ông lại có đức tin lớn như vậy. Ông có một đức tin nơi Chúa một cách hết sức là lớn lao như vậy. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho để khi chúng ta hiểu nguyên tắc này và đức tin của chúng ta cũng tin như thầy đội này. Chúa Giê-xu Ngài có quyền ở trên bệnh tật. Chúa Giê-xu Ngài có quyền ở trên quỷ dữ. Đức Chúa Giê-xu Ngài có quyền ở trên thiên nhiên. Đức Chúa Giê-xu Ngài có quyền ở trên sự chết. Đức Chúa Giê-xu Ngài có quyền trên tất cả những quyền hành ở trên đất này. Và khi chúng ta thật sự tin như vậy và chúng ta đến với Chúa với một cái đức tin như vậy, thì tôi tin chắc một điều, đó là chúng ta sẽ kinh nghiệm sự đáp ứng của Chúa. Bởi vì lòng tin của chúng ta nơi Chúa đã bày tỏ ra rằng Chúa là đấng vĩ đại. Đức tin của ông được gọi là đức tin lớn, không phải vì ông có một cái đức tin gì đó to lớn, nhưng mà bởi vì ông đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu đấng lớn lao, đấng vĩ đại, đấng có quyền trên những điều mà đang tấn công thân thể của đầy tớ của ông. Cảm ơn Chúa, thầy đội hiểu nguyên tắc của uy quyền. Và ông đã áp dụng điều đó ở trong đời sống của ông. Xin Chúa Ngài giúp đỡ. Và nếu anh chị em mà muốn làm cái bài tập này, tôi khuyến khích anh chị em là xem tổng cộng 35 phép lạ mà Chúa Giê-xu Ngài đã làm được ghi chép lại cho chúng ta. Dĩ nhiên là còn nhiều nữa. Sứ đồ Giăng đã nói điều đó trong Giăng chương thứ 20. Nhưng mà chỉ 35 phép lạ này được tuyển chọn để chúng ta thấy đây là những trường hợp điển hình cho những nhu cầu như vậy trong cái lĩnh vực đó. Để chúng ta thấy Chúa Ngài sẵn sàng và thừa quyền năng để làm phép lạ. Ngài khiến sống kẻ chết, Ngài khiến cho người phun được sạch, Ngài khiến cho người què được đi, người mù được sáng mắt, Ngài đã khiến cho người câm điếc có thể nói, có thể nghe. Và Chúa Ngài có quyền ở trên bệnh tật, Ngài có quyền trên thiên nhiên. Khi Ngài phán với sóng gió, với gió thì chúng ta thấy rằng biển liền yên lặng. Chúng ta thấy Chúa Ngài đi ở trên mặt nước vì Ngài có quyền ở trên những quy luật của thiên nhiên. Ngài là đấng đã bày tỏ ra Ngài có quyền trên những điều mà chúng ta thấy như Chúa Ngài có thể khiến ít trở nên nhiều khi Chúa Ngài quá bánh để đãi một đoàn dân đông như vậy để ăn. Để chúng ta thấy Chúa Ngài là Chúa quyền năng. Và để lời của Chúa sẽ xây dựng đức tin của chúng ta, tôi khuyến khích anh chị em là dành thời giờ để nghiên cứu về các phép lạ mà Chúa Giê-xu Ngài đã làm, để chúng ta cũng sẽ được xác nhận sự có mặt của đức tin, một tấm lòng kêu xin sự thương xót của Chúa. Và khi người có nhu cầu có đức tin, hoặc là những người bạn của họ có đức tin để đưa họ đến với Chúa, thì chúng ta thấy rằng người ta đã nhận được cái sự đáp lời của Chúa và phép lạ đã xảy ra cho đời sống của họ. Đức Giê-xu khi nghe thầy đội là người dân ngoại nói điều này, thì chúng ta thấy rằng khiến Ngài ngạc nhiên. Và chúng ta thấy rằng Chúa Ngài đáp ứng lại với đức tin của ông một cách hết sức là đặc biệt tại đây. Ngài xoay lại với đám đông và Ngài nói những điều này. Và tôi tin rằng Chúa Ngài muốn nhắc nhở cho đám đông đi theo Ngài. Cái đức tin này là chìa khóa để có thể thấy những cái phước hạnh xảy ra trong đời sống của các con. Nên học lấy gương của cái người ngoại quốc này. Chúa Ngài nói rằng Ngài không tìm thấy cái đức tin này ở trong dân Israel lúc bây giờ. Ôi thật là một đức tin hết sức là phước hạnh giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta cần tìm hiểu vì sao những điều thầy đội nói khiến cho Đức Chúa Giê-xu Ngài ngạc nhiên. Câu 8 cho chúng ta thấy thầy đội trong quân đội La Mã, ông biết về sức mạnh của lệnh truyền. Xin Chúa Ngài cho chúng ta cũng nắm bắt được điều này. Để rồi khi chúng ta phục vụ, khi có mặt của đức tin, khi người có nhu cầu mà chúng ta đang giúp đỡ cho họ, có đức tin nơi Chúa và có lòng để kêu xin sự thương xót của Chúa, thì như Chúa ngày xưa phán một lời, ngày hôm nay Chúa cũng cho chúng ta có thẩm quyền ở trong danh Đức Giê-xu để chúng ta công bố lời của sự chữa lành ở trên thân thể của họ và thấy những phước hạnh Chúa Ngài làm cho. Cảm ơn Chúa. Trong sự hợp với Chúa và chức vụ của chúng tôi thấy rất là nhiều những cái việc mà bởi lời công bố chữa lành, bởi lời truyền khiến mà bệnh tật nó lìa khỏi cái thân thể. Và mới nhất hôm Chủ nhật này thì có một người trẻ ở trong hội thánh, thì
anh trong lúc đi làm việc bị tai nạn trong công việc làm, khiến cho đầu gối bên trái bị đau nhức, phải mang một cái brace, một cái nạng cặp theo cái đầu gối của mình, đi một cách rất là khó khăn. Và khi chúng tôi chia sẻ lời của Chúa xong, khuyến khích hội thánh phục vụ cầu nguyện cho nhau, thì tôi nhìn thấy em đứng ở trong các hàng ghế. Tôi đã đi xuống gặp em và chúng tôi phục vụ em trong lời công bố của đức tin. Tôi nhớ lấy tay của mình ôm đầu gối của em, công bố trong danh quyền năng của Đức Giê-xu, phúc lợi của những giọt huyết và những lần đòn của Ngài, đem lại sự chữa lành siêu nhiên ngay trong giây phút này. Tôi truyền lệnh cho gân, cho các bắp thịt đã bị tổn thương, phải được lành, phải được phục hồi ngay tức thì. Công bố trong danh Đức Giê-xu Christ, con hãy được lành. Cảm ơn Chúa. Thì chúng tôi hỏi chuyện gì xảy ra. Thì em thử co cái đầu gối của mình di chuyển, kiểm soát. Thì em trả lời rằng đã giảm đau rất nhiều. Cảm ơn Chúa. Thì chúng tôi hỏi được bao nhiêu phần. Thì em nói là đã được 90 phần. Thì chúng tôi công bố lần thứ nhì, 10 phần còn lại, 90%, còn 10% còn lại cũng phải được hoàn chỉnh ở trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Ngài. Và khi hỏi em kiểm chứng lại, em nói bây giờ thì chỉ còn một chút gọi là khó chịu. Cảm ơn Chúa, chúng tôi công bố lần thứ ba, trong danh Đức Chúa Jesus Christ, tất cả những đau nhức khó chịu còn đọng lại cũng phải biến khỏi đầu gối này. Cảm ơn Chúa. Em cúi xuống và cởi cái brace, là một cái băng mà có hai cái thanh kim loại cặp theo để giữ cho đầu gối, khớp gối nó có thể hoạt động mà nó không bị trật qua hai bên. Cảm ơn Chúa. Khi em cởi ra, đá chân của mình di chuyển và kiểm soát, thì em hoàn toàn đã được sự chữa lành. Chúng ta cảm ơn Chúa vì những việc như vậy đã xảy ra. Và chúng tôi cũng đã thấy những cột sống được chữa lành, đau nhức biến mất khỏi những thân thể, ung thư được chữa lành. Và chúng ta cũng đã thấy những lời của đức tin được công bố trong thẩm quyền Chúa nghe ban cho, khiến cho những người câm điếc bẩm sinh đã được phép lạ, họ đã nghe và nói. Và những người cần được sự chữa lành, tim được chữa lành, các van tim bị hở đã được hoạt động trở lại ở trong ơn của Chúa. Và vô số những cái loại bệnh cũng như là những cái tật thì Chúa Ngài đã đáp ứng lại khi chúng tôi rao giảng lời của Chúa, gây dựng đức tin cho người nghe. Khi họ bắt đầu có đức tin, chúng tôi khuyến khích họ ngửa trong nơi Chúa cho sự chữa lành của Ngài, xin sự thương xót của Chúa. Và bởi đức tin chúng tôi thực hiện, ngoài cái đức tin của thay đổi mà chúng ta đã học được, tin chắc một điều là Đức Chúa Giê-xu Ngài có thẩm quyền ở trên bệnh tật, Ngài có thẩm quyền ở trên những nhu cầu mà người ta đang cần. Chúng ta bởi lòng tin giúp đỡ, cảm ơn Chúa, kết quả thật là phước hạnh, rất nhiều người đã được chữa lành. Tôi chia sẻ để khích lệ anh chị em, để yểm trợ cho sứ điệp hôm Chủ nhật vừa qua chúng ta đã học về phép lạ của sự chữa lành. Chúng ta có thể thấy nó được thể hiện trong thân thể của chúng ta, cũng như trong mục vụ của chúng ta, khi chúng ta học theo những nguyên tắc chúng ta rút tỉa được ở trong Luca chương 7 này. Và tôi tin rằng chúng ta sẽ thấy những kết quả. Tóm tắt lại, chúng tôi nhắc anh chị em tới đây, lời của Chúa dạy về sự chữa lành thiên thượng phải được rao giảng, như Roma chương 10 câu số 17. Như vậy đức tin đến bởi sự người ta nghe. Chúng ta hiểu cái nguyên tắc này, đức tin có thể đến. Người chưa có đức tin có thể đến và gia tăng khi người ta nghe. Đức tin đến bởi sự người ta nghe. Và người ta nghe khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Người ta cần nghe lời của Chúa. Thứ hai là một khi đức tin dâng lên bởi sự người ta nghe lời của Chúa, thì chúng ta theo gương của thầy đội ở tại đây, chúng ta đến và cầu xin sự chữa lành từ nơi Chúa. Khi nghe nói về Đức Chúa Giê-xu, ông phái mấy trưởng lão Do Thái xin Ngài đến chữa bệnh cho đầy tớ của mình. Thứ ba, đừng thụ động, nhưng chúng ta hãy nài xin Chúa cho sự chữa lành. Thứ tư, chúng ta đến với Chúa trong tinh thần của người cấp dưới, và chúng ta đến xin cấp trên là Đức Chúa Giê-xu, là đấng có thẩm quyền để có thể truyền lệnh. Biểu đứa này đi thì nó đi, biểu đứa kia đến thì nó đến. Chúa Ngài bảo làm gì nó phải làm theo. Chúa Ngài có quyền ở trên bệnh tật, và Chúa Ngài cũng đã trao cái thẩm quyền đó cho chúng ta, cho nên chúng ta có thể truyền lệnh cho đau nhức ra khỏi thân thể. Những cái sai trật nó được hoàn chỉnh ở trên cột sống của anh chị em chúng ta. Những cái ung thư nó phải khô héo tận gốc rễ và chết đi. Chúng ta có thể công bố sự chữa lành của Chúa đến cho những người có nhu cầu, và chúng ta có thể bởi đức tin mong đợi
sự đáp ứng của Chúa tức thì, để rồi chúng ta có thể giúp đỡ cho những người lân cận của chúng ta kinh nghiệm sự chữa lành từ nơi Chúa. Thứ năm, nhớ rằng chữa lành là sự ban cho nhưng không của ân điển. Chúng ta cần phải để ý đến điều này và nhớ, bởi vì tất cả những gì Chúa Giêsu Ngài đã chuẩn bị và đã dành lại cho chúng ta có thể kinh nghiệm được. Thứ sáu, phải tin chắc không nghi ngờ rằng lời của Chúa nói trong đức tin sẽ mang đến kết quả. Tôi cũng nghĩ mình không xứng đáng đến với Chúa, chỉ xin Ngài phán một lời thì đầy tớ của tôi sẽ được lành. Thứ bảy, chúng ta cần hiểu rằng uy quyền của lời Chúa thì không gì có thể chống lại nổi. Chúa phán thì việc liền có, Chúa phán thì việc phải thành, Chúa phán thì bão tố cũng phải dừng lại, Chúa phán thì quỷ phải ra khỏi những người nó ám, Chúa phán thì bệnh tật được chữa lành, thân thể được phục hồi. Cảm ơn Chúa. Và Chúa cũng có thể phán tiếng phán của Ngài qua môi miệng của chúng ta, là thân thể của Chúa, là hội thánh của Ngài trong ngày hôm nay. Bởi vì Đức Thánh Linh hành động ở trong Đức Giêsu cũng là Đức Thánh Linh hành động trong chúng ta. Và Ngài đã ủy quyền cho chúng ta khi Ngài phán tất cả quyền phép trên trời dưới đất đã giao lại trong tay của ta. Và Ngài sai phái chúng ta hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ của Chúa. Hãy đi giảng tin lành của Chúa khắp đất. Và Chúa Ngài truyền lệnh cho chúng ta giảng tin lành của nước trời. Chữa lành những người đau ốm, trị quỷ, khiến người phun được sạch, và cũng có thể khiến sống kẻ chết, như lời của Chúa Ngài đã truyền lệnh cho chúng ta. Và cuối cùng, Đức Giêsu trân quý thứ đức tin này, đặt nơi Ngài và lời của Ngài bằng cách Ngài chữa lành cho đầy tớ. Thì xin Chúa cho để chúng ta có một cái đức tin mà Chúa Ngài thấy. Tôi cầu nguyện Chúa cho đức tin được gia tăng ở trong chúng ta. Để rồi, nếu Chúa ngày xưa Ngài vui, ngạc nhiên, và có thể nói rằng Ngài khoe về đức tin của người này cho đám đông đang đi theo Ngài. Ngài ngạc nhiên về đức tin của thầy đó. Nói rằng, cái thứ đức tin này, Ngài không tìm thấy ở trong Israel. Xin Chúa cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ sở hữu cái đức tin đó. Vì chúng ta dám tin rằng Chúa của chúng ta có quyền trên tất cả mọi sự. Xin Chúa ban phước, chính cá nhân của anh chị em có thể kinh nghiệm được sức mạnh của sự chữa lành của Chúa đến ở trên thân thể của chúng ta. Và chúng ta cũng có thể đem phân phối sự chữa lành này khi chúng ta theo sát các nguyên tắc mà chúng ta thấy được ở trong Luca chương 7 từ câu 1 cho đến câu số 10 này. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa trong thời giờ này. Tôi khuyến khích anh chị em chúng ta đến với Chúa. Tôi tin rằng qua bài học này đức tin của chúng ta đã gia tăng. Nếu có ai có những đau ốm, có những đau nhức nào trên thân thể của mình, ai đang đau cột sống, hãy giơ tay đặt ở trên cái chỗ đau đó. Nếu ai có những đau đớn nào ở trên những phần khác của thân thể, đặt tay lên chỗ đó. Nếu chúng ta có những cái bệnh thuộc về nội tạng, chúng ta cũng đặt tay ở khoảng đó và chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa ở trong thời gian này. Chúng tôi sẽ cảm ơn Chúa, cầu nguyện cho anh chị em bằng cách phục vụ anh chị em bằng việc chúng tôi sẽ công bố sự chữa lành của Chúa. Vì tất cả chúng ta đã được thuyết phục và chúng ta tin rằng Chúa Giêsu có quyền trên tất cả các thứ bệnh mà anh chị em đang đối diện. Nếu có, xin làm ngay trong giây phút này và chúng ta cùng hiệp đức tin để xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta trong ơn của Chúa. Kêu xin lòng thương xót của Chúa, Ngài động lòng thương xót trên hoàn cảnh của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Nếu là người thân thương của chúng ta cần được sự chữa lành, tôi khuyến khích anh chị em cũng đứng vào trong vị trí của họ. Và chúng ta xin Chúa cho con đứng vào trong vị trí để con có thể đón nhận sự chữa lành thay thế cho người thân thương của con, là những người không có mặt ở trong buổi học kinh thánh này, nhưng họ cần ơn của Chúa. Và chúng ta lấy đức tin của thầy đội, tin rằng Chúa chỉ phán một lời thì người thân thương của chúng ta cũng sẽ được sự chữa lành từ xa như Chúa Ngài đã làm. Và những người đến gặp Đức Chúa Giêsu đón Chúa giữa đường đã trở về và thấy người đầy tớ đã lành mạnh rồi ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Có ai không? Nếu có, anh chị em có thể đưa tay hay là đưa dấu tay của mình lên để chúng tôi có thể cùng cầu nguyện với anh chị em. Cảm ơn Chúa. Nếu có, xin chúng ta đưa cái icon của tay của mình lên và chúng tôi sẽ hiệp ý và cầu nguyện với anh chị em. Cha kính yêu, chúng con tạ ơn Ngài vì Chúa đã cho ghi lại câu chuyện của thầy đội với đức tin đã làm cho Chúa ngạc nhiên mà chúng con học ở trong buổi tối hôm nay. Cảm ơn Chúa vì con đang rao giảng lời của Chúa. Như thầy đội khi nghe nói về Đức Giêsu, ông đã tìm cách để tiếp cận với Ngài và xin Chúa Ngài giúp đỡ cho đầy tớ của ông. Cảm ơn Chúa cho con giờ này đến trước mặt Chúa, kêu xin sự can thiệp siêu nhiên của Chúa vào trong thân thể của anh chị em của chúng con. Chúng con xin Chúa Ngài đáp ứng nhu cầu của anh chị em của chúng con
để ngay trong thời gian này, phép lạ của sự chữa lành của Chúa cũng sẽ thể hiện ra trên thân thể của anh chị em chúng con. Những người đang có những đau nhức ở trên thân thể, chúng con xin Chúa nhận động lòng thương xót, và phép lạ của sự chữa lành sẽ thể hiện ra ngay trong thời gian này. Chúng con ngợi khen Chúa. Chúng con công bố với ốm đau, bệnh tật, các người đang hoạt động một cách bất hợp pháp trong thân thể của anh chị em của chúng ta, và truyền lệnh trục xuất ra khỏi những thân thể đó. Ung thư khô héo tận gốc rễ, chết và biến mất khỏi thân thể của anh chị em chúng ta. Những khớp xương đã bị lệch, đã bị suy thoái, trong danh Đức Jesus Christ hãy được lành, được phục hồi trong danh Đức Jesus Christ. Tất cả những biến chứng của tiểu đường làm cho mắt mờ, làm cho thân thể phải đối diện với những sự khó khăn trong những ngày qua, ta truyền lệnh cho tất cả những hậu quả và biến chứng của tiểu đường dừng lại. Và trong danh Đức Jesus Christ, các bộ phận ở trong thân thể đã bị ảnh hưởng bởi tiểu đường phải dừng lại, phải được phục hồi trong danh Đức Jesus Christ. Hãy được lành trong danh Đức Jesus Christ. Anh chị em tôi hãy nhận, hãy đón nhận sự chữa lành cho mình, hãy đón nhận sự chữa lành cho mình ở trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Chúa. Má của Phi-e-rơ, trong danh Đức Jesus Christ ngay trong thời gian này, thân thể của bà hãy nhận sự chữa lành từ nơi Chúa và được lành ở trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Chúa. Hallelujah, ngợi khen Chúa của chúng con, Đấng yêu thương chúng con và Đấng đã bằng lòng mang lấy những đau đớn thay cho chúng con trong thân thể của Ngài. Để trên đường lên thập tự giá, Ngài đã hứng chịu những lằn đòn, để bởi những lằn đòn đó chúng con được lành ở trong Chúa. Cảm ơn Chúa, bây giờ xin động lòng thương xót và áp dụng phúc lợi của những giọt huyết ở trên thân thể của hết thảy anh chị em chúng con, để chúng con được lành lặn, chúng con kinh nghiệm được sự chữa lành từ nơi Chúa, và chúng con cũng sẽ mạnh dạn ra đi để san sẻ phước hạnh này cho những người lân cận của chúng con, cho những người có nhu cầu. Chúng con ngợi khen Ngài cho ban phước và khiến cho hết thảy anh chị em chúng con, thân thể của chúng con được Chúa Ngài làm cho tươi trẻ đầy sinh lực, để chúng con khỏe mạnh, để chúng con đem sự chữa lành và phân phối ra và giúp đỡ cho những người có nhu cầu. Chúng con ngợi khen Chúa và Ngài về tất cả những việc Chúa Ngài làm cho chúng con, để chúng con có thể được phước, làm nguồn phước cho muôn người. Ngợi khen Chúa, ban ơn Chúa giàu, khiến cho đức tin được gia tăng và ở lại một cách mạnh mẽ trên tấm lòng, tâm trí của hết thảy anh chị em chúng con, để chúng con sẽ có đức tin như thay đổi, làm cho Chúa ngạc nhiên mỗi lần chúng con đến ở trước mặt Chúa. Một đức tin làm Chúa nghe hài lòng, một đức tin chạm đến tấm lòng của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài, tặng Chúa về lời của Ngài và phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho, mà chúng con hiệp lòng hiệp ý với hết thảy anh chị em chúng con và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa cho ban phước trên anh chị em, tràn đầy ơn của Chúa, để chúng ta tiếp tục làm nguồn phước. Hãy sống với thái độ mà chúng tôi đã thách thức anh chị em trong những ngày qua: tôi có thể làm gì cho bạn? Khi chúng ta gặp những người có nhu cầu, và trong ơn của Chúa hãy đáp ứng những nhu cầu đó, và trong quyền năng của Chúa, trong lời cầu nguyện, trong sự phục vụ, để chúng ta có thể sống một cách rời rộng, được Chúa ban phước và làm nguồn phước cho muôn người. Xin hẹn gặp lại anh chị em trong ơn của Chúa ở trong những lần học Kinh Thánh sắp đến của chúng ta. Chúa ban phước và xin kính chào tạm biệt. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.